Chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những thực phẩm dễ gây ra mụn trứng cá mà chúng ta nên tránh nhé! Mụn trứng cá là vấn đề về da rất phổ biến, có thể khiến chúng ta tự ti và khó chịu. Mặc dù có rất nhiều nguyên nhân gây ra mụn, nhưng chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng. Có một số loại thực phẩm có thể khiến chúng ta dễ bị nổi mụn hơn bằng cách làm tăng tiết dầu trên da, làm bít lỗ chân lông hoặc gây viêm da. Trong video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về những thực phẩm gây mụn cần tránh để có một làn da khỏe mạnh hơn. Bắt đầu ngay thôi nào! Đường và đồ ngọt, nghe thật hấp dẫn phải không? Nhưng mà, chúng lại là những thứ dễ gây ra mụn trứng cá nhất đấy. Khi bạn ăn nhiều đường, lượng đường trong máu tăng cao khiến tuyến tụy phải sản xuất ra insulin. Insulin không chỉ giúp điều chỉnh lượng đường trong máu mà còn kích thích sản xuất dầu trên da. Dầu thừa trên da kết hợp với tế bào chết và vi khuẩn sẽ làm tắc nghẽn lỗ chân lông, tạo điều kiện cho mụn hình thành. Hãy tưởng tượng lỗ chân lông của bạn như những ống nhỏ xíu trên da. Khi ống này bị tắc nghẽn bởi dầu thừa, bụi bẩn, vi khuẩn, mụn sẽ bắt đầu xuất hiện. Vì vậy, hạn chế ăn đường và đồ ngọt là bước đầu tiên và rất quan trọng để ngăn ngừa mụn. Thay vì những món ăn ngọt ngào, hãy chọn trái cây tươi, rau củ hoặc các loại hạt để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Hãy nhớ rằng, đường có rất nhiều trong các loại thực phẩm, không chỉ là bánh kẹo hay nước ngọt. Hãy xem kỹ nhãn mác thực phẩm và hạn chế ăn những sản phẩm chứa nhiều đường nhé. Làn da của bạn sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy. Sữa và các sản phẩm từ sữa như phô mai, sữa chua, kem tuy bổ dưỡng nhưng lại có thể là nguyên nhân khiến da bạn nổi mụn đấy. Nghe có vẻ khó tin, nhưng thực tế là sữa chứa nhiều hormone tăng trưởng và các yếu tố khác có thể kích thích tuyến bã nhờn hoạt động mạnh hơn. Tuyến bã nhờn hoạt động quá mức sẽ sản xuất ra nhiều dầu hơn, làm tăng nguy cơ bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn. Đặc biệt, sữa bò thường chứa nhiều hormone hơn so với sữa dê hoặc sữa hạt. Nếu bạn thường xuyên uống sữa và ăn các sản phẩm từ sữa và nhận thấy da dễ nổi mụn, hãy thử giảm bớt hoặc thay thế bằng các loại sữa hạt như sữa đậu nành, sữa hạnh nhân, sữa óc chó. Hãy theo dõi làn da của bạn trong vài tuần sau khi giảm bớt sữa và các sản phẩm từ sữa. Bạn có thể sẽ ngạc nhiên với sự thay đổi tích cực của làn da đấy. Nhớ rằng, mỗi người có cơ địa khác nhau, không phải ai cũng bị nổi mụn do sữa. Hãy lắng nghe cơ thể và điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp nhất với bản thân nhé. Bạn có phải là tín đồ của những món ăn nhanh như hamburger, khoai tây chiên, gà rán? Mình biết là chúng rất ngon miệng, nhưng lại là cơn ác mộng cho làn da của bạn đấy. Thức ăn nhanh thường chứa nhiều chất béo bão hòa, đường, muối và các chất phụ gia. Tất cả đều góp phần gây viêm nhiễm trong cơ thể, từ đó kích thích mụn hình thành. Chất béo bão hòa làm tăng sản xuất bã nhờn, trong khi đường làm tăng lượng insulin, gián tiếp kích thích mụn. Muối làm mất nước, khiến da khô và dễ bị kích ứng. Hơn nữa, thức ăn nhanh thường thiếu hụt vitamin, khoáng chất và chất xơ, những dưỡng chất cần thiết cho một làn da khỏe mạnh. Thay vì ăn thức ăn nhanh thường xuyên, hãy cố gắng tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà với những nguyên liệu tươi ngon, lành mạnh. Làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó. Ai mà không thích thú với những món ăn giòn rụm, thơm phức như gà rán, khoai tây chiên, nem chua rán. Nhưng ẩn sau lớp vỏ hấp dẫn ấy lại là kẻ thù giấu mặt gây mụn cho làn da của bạn. Quá trình chiên rán ở nhiệt độ cao tạo ra các gốc tự do, gây hại cho tế bào da và kích thích viêm nhiễm, từ đó tạo điều kiện cho mụn hình thành. Dầu mỡ sử dụng để chiên rán, đặc biệt là dầu đã qua sử dụng nhiều lần, chứa nhiều chất béo chuyển hóa, không tốt cho sức khỏe nói chung và làn da nói riêng. Chất béo chuyển hóa làm tăng sản xuất bã nhờn, làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây viêm nhiễm, là nguyên nhân hàng đầu gây ra mụn trứng cá. Thay vì chiên rán, hãy lựa chọn những phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn như hấp luộc nướng hoặc áp chảo với ít dầu. Làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó. Bạn có biết rằng ngay cả những món ăn không chiên rán cũng có thể chứa nhiều dầu mỡ? Thịt mỡ, da động vật, bơ, nước cốt dừa. Tuy ngon miệng nhưng lại là cạm bẫy cho làn da dầu, dễ nổi mụn. Dầu mỡ dư thừa trong chế độ ăn uống sẽ làm tăng sản xuất bã nhờn, khiến da bạn luôn bóng nhờn, khó chịu. Lỗ chân lông bị bít tắc bởi dầu thừa
tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển và gây viêm nhiễm, hình thành mụn. Hãy tập cho mình thói quen kiểm tra thành phần dinh dưỡng trên bao bì thực phẩm để lựa chọn những sản phẩm ít béo tốt cho sức khỏe và làn da. Thay vì sử dụng nhiều dầu mỡ trong chế biến món ăn, hãy thử nêm nếm bằng các loại gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, sả, ớt. Vừa tăng hương vị cho món ăn, vừa tốt cho sức khỏe và làn da. Làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó. Thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích thịt nguội, đồ hộp mì gói thường chứa nhiều muối, đường, chất béo chuyển hóa và các chất bảo quản để giữ cho chúng sử dụng được lâu hơn. Tuy nhiên, chính những thành phần này lại là sát thủ thầm lặng của làn da. Muối làm mất nước, khiến da khô và dễ bị kích ứng. Đường làm tăng lượng insulin, gián tiếp kích thích mụn. Chất béo chuyển hóa làm tăng sản xuất bã nhờn, làm tắc nghẽn lỗ chân lông và gây viêm nhiễm. Các chất bảo quản có thể gây kích ứng da, dị ứng và làm tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn. Thay vì lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn, hãy ưu tiên sử dụng thực phẩm tươi ngon chế biến tại nhà để đảm bảo sức khỏe và làn da. Làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó. Muối là gia vị không thể thiếu trong chế biến món ăn, nhưng ăn quá nhiều muối lại là kẻ thù ngầm, gây mất nước cho da, khiến da khô, bong chóc và dễ nổi mụn. Khi cơ thể bị thiếu nước, da cũng sẽ bị ảnh hưởng. Da khô thiếu độ ẩm sẽ sản xuất nhiều dầu hơn để bù đắp, dẫn đến tình trạng bít tắc lỗ chân lông và hình thành mụn. Hơn nữa, muối còn làm giảm khả năng giữ nước của da, khiến da dễ bị mất nước hơn. Hãy tập cho mình thói quen kiểm tra lượng muối trong các sản phẩm đóng gói và hạn chế cho thêm muối khi nấu ăn. Thay vào đó, hãy nêm nếm món ăn bằng các loại gia vị tự nhiên như hành, tỏi, gừng, sả, ớt. Vừa tăng hương vị cho món ăn, vừa tốt cho sức khỏe và làn da. Làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó. Chất bảo quản được sử dụng rất nhiều trong ngành công nghiệp thực phẩm để giữ cho sản phẩm được lâu hơn. Tuy nhiên, đối với những người có làn da nhạy cảm, chất bảo quản có thể là mối nguy hiểm tiềm ẩn, gây kích ứng, dị ứng và nổi mụn. Các chất bảo quản thường gặp trong thực phẩm bao gồm nitrate, nitrite, sulfur dioxide, benzoate. Những chất này có thể gây viêm nhiễm, kích thích hệ thống miễn dịch và làm tình trạng mụn trở nên tồi tệ hơn. Hãy tập cho mình thói quen đọc kỹ thành phần trên bao bì sản phẩm và hạn chế ăn những sản phẩm chứa nhiều chất bảo quản. Ưu tiên lựa chọn thực phẩm tươi ngon chế biến tại nhà để đảm bảo an toàn cho sức khỏe và làn da. Làn da của bạn sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì điều đó. Bạn có biết rằng caffeine không chỉ khiến bạn khó ngủ mà còn là thủ phạm gây nổi mụn? Caffeine có trong cà phê, trà, nước tăng lực, chocolate. Tuy có tác dụng tỉnh táo, nhưng lại kích thích tuyến thượng thận sản xuất cortisol, hormone gây căng thẳng. Cortisol làm tăng sản xuất bã nhờn, khiến da bạn dễ bị bóng dầu, bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn. Hơn nữa, caffeine còn làm mất nước, khiến da khô và dễ bị kích ứng. Nếu bạn thường xuyên bị mụn trứng cá, hãy thử giảm bớt lượng caffeine tiêu thụ hàng ngày. Thay vì uống cà phê, hãy thử uống trà xanh hoặc các loại trà thảo mộc. Hãy lắng nghe cơ thể và điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp nhất với bản thân nhé. Vậy là chúng ta đã cùng nhau khám phá những thực phẩm gây mụn trứng cá cần tránh để có một làn da khỏe mạnh hơn. Hãy nhớ rằng, chế độ ăn uống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc da từ bên trong. Bên cạnh việc hạn chế những thực phẩm gây hại, bạn đừng quên bổ sung những thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất chống oxy hóa để nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like, share và subscribe để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé.